hồng kìa, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ, vẫn còn là ảnh chụp ấy. Một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra mà ngắm mãi chị, nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt, nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị một con, nó chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không gì. Cho thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy, cứ bảo nó hay để ý này, lắm. Không phải cái thằng này nó cứ thiên thiên ấy, có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi hàn nhìn anh đi, cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ này, mẹ để con giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Mà con thì có bao giờ mẹ hỏi han như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Quả Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, nhưng em lại phải có cái cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì là gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là phấn son kiểu điệu các thứ thì nhìn mấy cái đây không gì cả. Chứ còn ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó sẽ đi được đúng không? Đi đâu đây? Hả? Đấy không đi đâu. Thắng lại nó phải đi học mệt. Xin. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi, mà sao thôi mẹ. Thôi. Đòi đi rồi vẫn quay.
đấy là may được. Sumi cũng đòi đi cũng không bảo. Em được chứ mà không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Mẹ mua chị một con chỉ có mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ấy. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi han, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học. Nhưng mà thằng đấy là thằng tị, thằng đấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chị này, mày để vào giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Con thì có bao giờ mẹ hỏi han như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Quả Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Nó tất nhiên rồi, nhưng em lại phải có cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì là gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa là phải điệu đà xinh xắn hoặc là tấn son kiểu điệu các thứ thì mới lấy đây không gì cả. Chứ mà ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều nó không phải làm không bắt đến nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đây? Hả?
đâu. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi xong rồi sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi rồi vẫn may. Thế là may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, tưởng thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy kinh không? Nhưng mà vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mà mua chị của con có, chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Cho thằng bố bé nhà em suốt ngày chị. Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải những thằng này nó cứ thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha. Nhìn thấy anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học. Nhưng mà thằng đấy là thằng tị, thằng đấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ này. Mày để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu. Mẹ không biết con mệt hay không nữa. Sumi cũng hay ghen tị lắm. Cái trong tuổi lửa lửa hôn với chị thấy sợ. Không nói được, từ sau bắt đầu năm năm lửa lửa chẳng biết kiểu gì. Học thì lép bép. Kệ, chẳng hiểu. Và bây giờ không học thì biết vào trường nào. Ôi giời ơi, nói không được. Chính ra nó còn may, nó còn tiến bộ đây, nó chẳng nghe cơ. Được cái là kiểu như ông bắt đi học nhiều, nhưng mà nó vẫn theo, nó lúc nào cũng nghe học ấy. À, con Sumi cái đấy của em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đầu trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không, đấy. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. Thì động viên như thế thì nó cũng học lắm, cô cứ giảng đi giảng lại một bài nghe nó chán. À, nó bảo học để làm gì nhỉ? Chán. Chẳng thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì hả, gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có cái đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Thì Nam thì cứ lủng tỉnh, không đâu, đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ đi hết cả buổi chị luôn. Đánh cho, nhưng không đánh được. Bây giờ đánh em vào thì phải nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chuồng ông lên nằm mông lên á, điên gì nhà mình có vẻ cùng nhanh nói còn nghe, bây giờ bảo ra cùng ưu hương rất nghe, nó không nghe gì hết. Rồi nhà ơi, tài tổ đã không như con Hà. Con Hà thì nó có thể vào tài tổ đi đây đi. Đi đi. Hôm trước bốn đi đấy, hôm bảo là có vẻ cũng hơi mập mập đấy, không bảo là. Ui, bây giờ nói nó không nghe, nó vẫn cứ ăn, nó không biết chưa biết giữ ý, nhưng bao giờ lớn lên bắt sóng lại nào nó cứ dám. Sao không bảo thế? Sao không thấy bảo như thế? Người kia bạn trà chế mập thế là kéo về nhịn ăn ngay. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn mà Lam biết không. Bảo Lam tồn thôi. Đứa phải đi gà. Xinh xắn hoặc là phấn son kiểu điệu các thứ thì mới đấy, đây không gì cả.
Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu anh? Đấy không đi đâu. Lại nó phải đi và Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi sao mà sao thôi mẹ. Thôi. Đòi đi rồi vẫn quay. Thế mà may được. Và Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ mà không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng nè, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp với một tuổi biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra nó mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh rồi. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cái đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con chị có một cái mũ. Ôi dồi, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Cho thằng cô bé trẻ em đi suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng đấy là thằng tị, thằng đấy là thầy tị chị hay bảo nó chị này mày để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Không. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì hay là gì thì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Phải mua thế sao là có cái mua đỡ đúng rồi, nó phải như thế. Gan thì cứ đủ tỉnh không đâu, đi ngủ em có chỉ trang đi ngủ hết cả buổi chỉ muốn cả đi chợ cũng không ngắn được. Bây giờ để em vào thì bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chuồng ông này. Không bảo Lam thì không ấy ghê đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn thôi á. Xinh xắn hoặc là cứng son kiểu hiệu các thứ gì thì mới lấy, đây không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đây? Đấy không đi đâu. Thắng lại nó phải đi học mệt. Và Sumi cũng kêu đấy, bà nào cũng phải đi thôi mà sao, thôi mẹ, thôi. Đòi đi được mày, đấy là mày được. Và Sumi cũng đòi đi, cũng bảo. Em đợt trước mình không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp với một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra nó mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc cũng một tuổi, hơn một tuổi ký là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con nó có chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy, nó hay để ý lắm. Không phải cái thằng này nó cứ lên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi học. Nhưng mà thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ mẹ, mày để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu. Mẹ không biết con mệt hay không nữa. Sumi cũng hay ghen tị lắm. Cái trong tuổi lửa lửa hơn đấy chị thấy sợ. Không nói được, rồi xong bắt đầu năng năng lửa lửa chẳng biết kiểu gì. Học thì lép bép. Đấy, chẳng hiểu. Và thế bây giờ không học thì biết vào trường nào. Ôi giời ơi, nói không được. Chị ra nó còn may, nó còn tiến bộ đây, nó chẳng nghe cơ. Được cái là kiểu như ông bắt đi học nhiều nhưng mà nó vẫn theo, nó cũng được nghe học ấy. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đầu trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Không, nó tất nhiên rồi, em lại phải có cách. Không có tiền đi học thêm rồi kia thì động viên đi thế rồi, nhưng nó cũng học lắm, cô cứ giảng đi giảng lại một bài nghe nó chán. À, nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán, chẳng thấy cái gì để đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là nó hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì ấy hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có phải đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Cứ ăn thì cứ lủng tỉnh. Không đâu, đi ngủ. Em có chỉnh trang đi ngủ đi hết cả buổi chị luôn. Đánh cho. Cũng không đánh được. Bây giờ đánh em sao thì thế? Bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủng ông này. Nằm mỗi người thế? Ừ. Điên gì? Nhà mình có vẻ của nhanh nói nó còn nghe. Bây giờ bảo Nam cũng ưu hương rất nghe. Nó không nghe gì hết. Đi rồi nhà ơi. Không bảo Lam thì không ấy ghê đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đấy là phải điệu đà xinh xắn hoặc là tấn son kiểu điệu các thứ gì thì mới đấy, đây không gì cả.
Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không phải làm không bắt thì nó sẽ đi được đúng không? Đi rồi. Đấy không đi đâu. Phải đi học mệt. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi xong rồi sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi được mới may. Đấy là may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, một tuổi biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra nó ngắm mãi chị, nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con, nó chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không gì. Thằng cô bé nhà em ấy suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay thằng để ý lắm. Không phải, cái thằng này nó cứ thiên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi hàng nhìn anh đi, cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ hôm nay mày để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi hàng như thế đâu. Mẹ không biết con mệt hay không nữa. Sumi cũng hay ghen tị lắm. Xong cứ lửa lửa luôn đấy, chị thấy sợ. Không nói được, rồi xong bắt đầu năng năng lửa lửa chẳng biết kiểu gì. Học thì lép bét. Kệ, chẳng biết. Và bây giờ không học thì biết vào trường nào. Ôi giời ơi, nói không được. Ít ra nó còn may, nó còn tiến bộ đây, nó chẳng nghe cơ. Được cái là kiểu như ông bắt đi học nhiều nhưng mà nó vẫn kêu, nó vẫn được nghe học ấy. À con Sumi cái đấy, cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Không, nó tất nhiên rồi, em lại phải có cách. Không có tiền đi học thêm rồi kia thì động viên đi thế, rồi cô học lắm, cô giảng đi giảng lại một bài nghe nó chán. À nó bảo học để làm gì nhỉ, chán chả thấy cái gì cả, đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có cái đua đỡ. Đúng rồi, mà nó phải như thế. Nam thì cứ lủng lỉnh lủng. Không đâu, đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ đi hết cả người chị luôn. À đi cho. Không đánh được. Bây giờ để em vào thì bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủng ông lên nằm mông lên đấy. Điên gì, nhà mình có vẻ của nhanh nói nó còn nghe, bây giờ bảo đang ư ư đấy nghe, nó không nghe gì hết. Đi rồi nào rồi. Không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là phấn son kiểu điệu các thứ gì thì mới lấy đây không gì cả.
Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó sẽ đi đâu đúng không? Đi đâu anh? Đấy không đi đâu. Phải đi học mệt. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi là vẫn may. Đấy là may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Không thì cho thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy, đúng nó hay để ý lắm. Không phải cái thằng này nó cứ liên thiên ấy, có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi han, nhìn thấy anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ mẹ, mẹ để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Con thì có bao giờ mẹ hỏi han như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Quả Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là cứng son kiểu điệu các thứ gì thì mới lấy đây không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không phải làm không bắt để nó cứ đi đâu đúng không? Đi đâu đấy? Đấy không đi đâu. Tháng lại nó phải đi học mẹ chi. Và Sumi cũng kêu đấy, bà nào cũng bảo đi thôi, sao thôi, thôi mẹ, thôi. Đòi đi là vẫn may, thế là may được. Và Sumi cũng đòi đi, cũng bảo. Em được chứ, còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp với một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa, thích cái khăn gì lắm. Nhưng mà mua chị của con chỉ có một mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Cho thằng cô bé nhà em suốt ngày chị. Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải, những thằng đấy nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng đấy là thầy tị chị hay bảo nó chứ này mày để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đầu trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì hả, gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có cái đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Thì ăn thì cứ lủng lỉnh, không được, đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ đi hết cả buổi chiều luôn. Đánh cho, nhưng không đánh được. Bây giờ đánh em vào phải nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủ mông lên nằm mông lên á điên gì nhà mình có vẻ cùng nhanh nói còn nghe bây giờ bảo ra cùng ưu hương rất nghe nó không nghe gì hết rồi nhà ơi tài tổ đã không nghĩ con hà thì để mà có thể vào này tổ bạn trai chế cũng mập thế là kéo về nhịn ăn ngay. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn thôi. Dưới là phải điệu đà xinh xắn hoặc là tấn son kiểu điệu các thứ gì thì mới đấy, đây không gì cả.
Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thả làm, không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đây? Đấy không đi đâu, chẳng đi thăm mệt. Và Sư My cũng kêu đấy, bà nào cũng bảo đi thôi mà sao, thôi, thôi mẹ, thôi thôi thôi. Đòi đi rồi vẫn quay, thế mà may được. Sư My cũng đòi đi, cũng bảo. Em được chứ, mà không, nó không đi ấy. Nó bảo là... Hồng kìa, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, tưởng thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra nó mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh rồi. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị đấy mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con chị có một cái mũ. Ôi dồi, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì... Thằng bố bé thì em đến suốt ngày thì... Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng đấy là thằng tị, thằng đấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ này là... mày để vào giờ tị à mình hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sư My cũng hay ghen tị lắm. À con Su Mi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Su My là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì ấy hả, gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Phải mua thế sao lại có cái mua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Đang thì cứ rủng rỉnh, không được, đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ hết cả người chị luôn. Đánh cho. Nhưng không đánh được. Bây giờ đấy em vào thế. Bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ. Nằm trong chủ mông này. Không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là phấn son kiểu điệu các thứ gì mới đấy, đây không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đấy? Đấy không đi đâu. Thắng lại nó phải đi học mệt. Còn Sumi cũng kêu đấy, bà nào cũng bảo đi thôi mà sao, thôi mẹ, thôi. Đòi đi được mày, đấy là mày được. Sumi cũng đòi đi, cũng bảo. Em đợt trước mình không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng này, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp với đồ tuổi biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra nó mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc cũng một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy. Thế kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con nó có chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì... Thằng cô bé kè với suốt ngày thì... Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi học. Nhưng mà thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ mẹ. Mẹ để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu. Mẹ không biết con mệt hay không nữa. Sumi cũng hay ghen tị lắm. Trong tuổi rửa rửa luôn đấy chị thấy sợ. Không nói được, thì xong bắt đầu năng năng rửa rửa chẳng biết kiểu gì. Học thì lép bép. Kệ, chẳng được. Và bây giờ không học thì biết vào trường nào. Ôi giời ơi, nói không được. Chị ra nó còn may, nó còn tiến bộ đây, nó chẳng nghe rồi. Được cái là kiểu như ông bắt đi học nhiều nhưng mà nó vẫn kêu, nó cũng nghe. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Không, nó tất nhiên rồi, em lại phải có cách. À, nó bảo học để làm gì nhỉ? Chán. Chả thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì ấy hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế. Sao nó có cái đua đỡ. Đúng rồi, mà nó phải như thế. Cứ ăn thì cứ rửng rỉnh. Không được, đi ngủ. Em có chụp trăm đi ngủ đi hết cả người chị luôn. Đánh cho. Không đánh được. Bây giờ để em vào thì lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chuồng ông này ăn mông lên đấy thiên nhà mình có vẻ của nhanh nói nó còn nghe bây giờ bảo đang ư ư đấy nghe nó không nghe gì hết rồi nhà ơi bài tổ không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là tấn son kiểu điệu các thứ gì mới đấy, đây không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không phải làm không bắt thì nó sẽ đi được đúng không? Đi đâu anh? Đấy không đi đâu. Phải đi học mệt. Xin và Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi mẹ. Thôi. Đòi đi được mới may. Thế mà may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó không. Nó chỉ biết là nó cứ rằng là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì... Thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì... Và đấy con thấy nhờ, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải những thằng này nó cứ lên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi hai nhìn anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị chị hay bảo nó chứ hôm nay mày để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi hai như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, nhưng em lại phải có cái cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì ấy, gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải mua thế, sao nó có cái mua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Cứ ăn thì cứ lủng lỉnh, không được, đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ yên hết cả buổi chiều luôn. Đánh cho, cũng không đánh được. Bây giờ đánh em vào thì... Bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chuồng ông lên nằm mông lên đấy điên gì nhà mình có vẻ của nhanh nói nó còn nghe bây giờ bảo đang ư ư rất nghe nó không nghe gì hết đi rồi nhà rồi tài tổ đã không đi con Hà, con Hà thì nó có thể vào này tổ từ đây rồi cái gì đấy bốn cái gì đấy à đây không bảo là có vẻ cũng hơi mập đấy không bảo là ui bây giờ nói nó không nghe nó vẫn cứ ăn nó không biết chưa biết giữ ý nhưng bao giờ lớn lên bắt sóng được anh nào mới đang tự dám sống vào đây sống được anh bảo như thế tự dám rồi khi bạn trai chế mập thế là kéo về đi tắm ngay. Không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là phấn son kiểu điệu các thứ gì thì mới có hết đây không gì cả.
con Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó sẽ đi được đúng không? Đi đâu anh? Đấy không đi đâu. Thắng lại nó phải đi học. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi, sao thôi mẹ. Thôi thôi thôi. Đòi đi thì vẫn may. Thế may được. Sumi cũng đòi đi, cũng bảo. Em đợt trước còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng mà vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa, thích cái khăn gì lắm. Nhưng mà mua chị của con chỉ có mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì... Thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì... Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi hàng nhìn anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng đấy là thầy tị chị hay bảo nó chứ này mẹ để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi hàng như thế đâu mẹ không biết con mệt hay không nữa. Quả Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, nhưng em lại phải có cái cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì hả gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có cái đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Thì Lan thì cứ lủng tỉnh, không hợp, đi ngủ. Em có chủ trăm thì ngủ yên hết cả vừa chứ luôn. Đánh cho, nhưng không đánh được. Bây giờ đánh em vào thì... Bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủ mông lên nằm mông lên nhà mình có vẻ của nhanh nói còn nghe bây giờ bảo đang một ưu hương rất nghe nó không nghe gì hết rồi nhà ơi tài tổ đã không đi con Hà. Con Hà thì để mà có thể vào này tổ từ đây luôn. Thì hôm trước bốn chị ấy không bảo là có vẻ cũng hơi mập ấy, không bảo là bây giờ nói nó không nghe, nó vẫn cứ ăn, nó không biết chưa biết giữ ý, nhưng bao giờ lớn lên bắt sóng của anh nào mới đang tự dám sắp bốn vào đây sóng của anh nào mới tự dám. Người yêu bạn trai chế cũng mập thế là kéo về đi tắm ngay. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồ mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là xứng son kiểu điệu các thứ gì thì mới lấy đây không gì cả.
Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không phải làm không bắt để nó cứ đi được đúng không? Đi đâu anh? Đấy, không đi đâu. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi rồi vẫn may. Thế mà may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ mà không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng này, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp với đồ tử thì biết sao được. Nhưng nó không. Nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi ký là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy. Thế kinh không? Nhưng mà vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại gọi ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mà mua chị của con có, chị có mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Thằng cô bé nhà em suốt ngày chị. Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ này mày để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Quả Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đầu trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Nó no. Tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì ấy à, gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng canh đua thế, sao nó có canh đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Thì gan thì cứ lửng 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 không được, đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ đi hết cả buổi chị luôn. Đánh cho, nhưng không đánh được. Con Doraemon tự kỷ nằm trong chủ ông đấy. Ăn mông như thế. Nghiên gì. Nhà mình có vẻ cùng nhanh nói không nghe. Bây giờ bảo ra mình cũng hương hết nghe. Nó không nghe gì hết. Đi rồi nhà ơi. Tài tổ. Đã không như con Hà. Con Hà thì có thể vào ngày tổ. Từ đây luôn. Bạn trai chế cũng mập thế là kéo về đi ăn ngay. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn thôi. Dưới là phải điệu đà xinh xắn hoặc là tấm son kiểu điệu các thứ gì thì mới có hết đây không gì cả.
Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó sẽ đi được đúng không? Đi đâu đấy? Đấy không đi đâu. Lại nó phải đi và sư mình cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi, thôi mẹ thôi 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 đòi đi rồi vẫn quay thế là may được. Và sư mình cũng đòi đi cũng bảo em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng này xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ vẫn còn ảnh chụp với một tuổi biết sao được, nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy đấy, lúc cũng một tuổi hơn một tuổi tí là trong đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thế kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị thế mà nó cứ nhắc đi nhắc lại gọi ấn tượng ngày xưa thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con có chị có cái mũ. Ôi thử cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Cho thằng cô bé kia em đi suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy, nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ấy, có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng đấy là thằng tị, thằng đấy là thầy tị chị hay bảo nó chứ mẹ mày để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sumi mình cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì ấy hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Phải mua thế sao nó có cái mua đỡ đúng rồi, nó phải như thế làm được cái cứ lủng lỉnh không đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ đi hết cả buổi chỉ muốn đánh cho không đánh được. Không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đấy là phải điệu đà xinh xắn hoặc là tấn son kiểu điệu các thứ gì mới đấy, đây không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đấy? Đấy không đi đâu? Thắng lại rồi phải đi học mệt. Còn Sumi cũng kêu đấy, bà nào cũng bảo đi thôi mà sao, thôi mẹ, thôi. Đòi đi rồi còn may, đấy là may được. Sumi cũng đòi đi, cũng bảo. Thằng em được chứ, còn không, nó không đi ấy. Nó bảo là... Hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp với một tuổi biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra mà nó mãi chị nó có cái khăn, thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó bảo ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Thằng cô bé nhà em ấy suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải cái thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi học. Nhưng mà thằng ấy là thằng tịt, thằng ấy là thầy tịt. Chị hay bảo nó chứ mẹ, mày để bao giờ tịt à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu. Mẹ cũng biết con mệt hay không nữa. Và Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Nào đấy. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì ấy hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu hổ à, cũng ngay đấy. Không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Xinh xắn hoặc là phấn son kiểu điệu các thứ gì mấy cái đấy, đây không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu anh? Đấy không đi đâu. Thắng lại nó phải đi học. Còn Sumi cũng kêu đấy, mà là cũng bảo đi thôi, mà sao thôi mẹ. Thôi. Đòi đi được vẫn may. Đấy là may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Thằng này em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng này, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn là ảnh chụp ấy, một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con chị có mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì... Cái thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì... Và đấy con thấy nhờ, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải, cái thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi hàng nhìn anh đi, cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng ấy là thầy tị chị hay bảo nó chứ này là... mày để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi hàng như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Quả Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, nhưng em lại phải có cái cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì là gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có cái đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Thì gan thì cứ lửng lỉnh. Không được, đi ngủ. Em có chỉ trăm đi ngủ yên hết cả người chị luôn. À, đi cho. Không có đánh được. Bây giờ đánh em vào thì... Bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủng ông lên nằm mông lên á. Điên gì nhà mình có vẻ của nhanh nói nó còn nghe, bây giờ bảo đang một ưu hương rất nghe nó không nghe gì hết. Đi rồi nhà rồi tài tổ đã không đi con Hà. Con Hà thì nó có thể vào ngày tổ lắm. Từ đây luôn. Thì hôm trước bốn chị ấy không bảo là có vẻ cũng hơi mập ấy, không bảo là bây giờ nói nó không nghe, nó vẫn cứ ăn, nó không biết suy nghĩ giữ ý. Nhưng bao giờ lớn lên bắt sóng được anh nào mới đang tự dám lắm. Sức vốn vào tên bắt sóng được anh bảo như thế tự dám. Rồi ghê bạn trai chế mập thế là kéo về nhịn ăn ngay. Không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là phấn son kiểu điệu các thứ gì thì mới có đây không gì cả.
Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó sẽ đi được đúng không? Đi rồi. Đấy không đi đâu. Thắng lại nó phải đi học. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi, sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi là vẫn may. Đấy là may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, tưởng thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy kinh không? Nhưng mà vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa, thích cái khăn gì lắm. Nhưng mà mua chị của con chỉ có một mũ. Ôi thử cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Cho thằng cô bé nhẹ nhẹ với suốt ngày thì. Và đấy con thấy nhá, ồn nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải cái thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi hàng nhìn anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng đấy là thầy tị chị hay bảo nó chứ này mẹ để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi hàng như thế đâu mẹ không biết con mệt hay không nữa. Quả Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đầu trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, nhưng em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì để đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là xứng son kiểu điệu các thứ gì mới đấy, đây không gì cả.
Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không phải làm không bắt để nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đấy? Đấy không đi đâu. Tháng lại nó phải đi học mẹ chứ. Còn Sư My cũng kêu đấy, bà nào cũng bảo đi thôi mà sao, thôi, thôi mẹ, thôi thôi thôi. Đòi đi là vẫn may, thế là may được. Sư My cũng đòi đi, cũng bảo. Em được chứ, không nó không đi ấy. Nó bảo là... Hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, tưởng thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra nó mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mà mua chị của con không có, con chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì... Thằng bố bé nhà em ấy suốt ngày thì... Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng đấy nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng đấy là thầy tị chị hay bảo nó chứ mày mày để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì hả, gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng canh đua thế, sao nó có canh đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Thì làm thì cứ lửng đỉnh, không được, đi ngủ. Em có chỉ chăm đi ngủ yên hết cả buổi chiều luôn. Đánh cho, nhưng không đánh được. Bây giờ đánh em vào phải nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủ mông lên nằm mông lên á kiên gì nhà mình có vẻ cùng nhanh nói còn nghe bây giờ bảo ra cùng ưu hương đấy nghe nó không nghe gì hết rồi nhà ơi tài tổ đã không như con hà thì để mà có thể vào này tổ bạn trai chế cũng mập thế là kéo về nhịn ăn ngay. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồ mà. Đấy là phải điệu đà xinh xắn hoặc là tấn son kiểu điệu các thứ gì thì mới lấy đây không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đây? Đấy không đi đâu. Lại nó phải đi và Sumi mình cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi rồi vẫn quay. Thế mày được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng này, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, một tuổi biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc cũng một tuổi hơn một tuổi tí là trong đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thế kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con chị có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Cho thằng cô bé trẻ em suốt ngày chị. Rồi đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải những thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng đấy là thằng tị, thằng đấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chị này mày để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Phải mua thế sao nó có cái mua đỡ đúng rồi, nó phải như thế. Làm thì cứ đủ tỉnh không ạ, đi ngủ em có chỉnh trang đi ngủ đi hết cả buổi chị ơi, à đi cho nhưng không đánh được. Bây giờ để em vào thì bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chuồng ông này. Không bảo Lam thì không ấy ghê đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là cứng son kiểu điệu các thứ gì thì mới lấy. Đây không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đấy? Đấy không đi đâu. Nắng lại nó phải đi học mệt. Và Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi mẹ. Thôi. Đòi đi rồi mới may. Đấy mày được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em đợt trước mình không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp với một tuổi biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là nó mãi chị nó có cái khăn, thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi hơn một tuổi ký là lúc đấy vẫn là cái ảnh rồi. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Không thì cho thằng cô bé nhẹ với suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy, nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ấy, có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi học. Nhưng mà thằng đấy là thằng tị, thằng đấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ mẹ, mẹ để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Mà con thì có bao giờ mẹ hỏi han như thế đâu. Mẹ không biết con mệt hay không nữa. Quả Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Chán. Chả thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con hàng là nó hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì hay là gì thì bà này cũng về là cũng kiểu xấu hổ à, cũng ngay đấy. Không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Xinh xắn hoặc là tấm son kiểu điệu các thứ gì mấy cái đấy không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó sẽ đi được đúng không? Đi đâu đấy? Đấy không đi đâu. Thắng lại nó phải đi học. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi, sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi là vẫn may. Thế là may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng này, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn là ảnh chụp ấy, một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ rằng là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị một con chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Thì không thì cho thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy, nó hay để ý lắm. Không phải cái thằng này nó cứ lên thiên ấy, nghĩa là nó cứ bảo là anh đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi hai nhìn anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ này, mẹ để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Mà con thì có bao giờ mẹ hỏi han như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Quả Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Nó tất nhiên rồi, nhưng em lại phải có cái cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì ấy, gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có cái đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Cứ ăn thì cứ lủng tỉnh, không được, đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ đi hết cả buổi chứ luôn. Đánh cho, cũng không đánh được. Bây giờ đánh em vào thì bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủng ông lên nằm mông lên đấy điên gì nhà mình có vẻ của nhanh nói nó còn nghe bây giờ bảo đang còn ưu ưu đấy nghe nó không nghe gì hết đi rồi nhà rồi tài tổ đã không đi con Hà thì nó có thể vào ngày tổ từ đây luôn. Cái gì là bốn cái gì hôm trước bốn cái gì đấy không bảo là có vẻ cũng hơi mập mập đấy không bảo là bây giờ nói nó không nghe nó vẫn cứ ăn nó không biết chưa biết chữ ý nhưng bao giờ lớn lên bắt sóng được anh nào với nó tự dám lắm sẽ có bảo thế sao được anh bảo như thế tự dám người yêu bạn trai chế mập thế là kéo về nhị tăng ngay không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không bảo Lam tồn mà đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là cứng son kiểu điệu các thứ gì thì mới lấy đây không gì cả
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó sẽ đi được đúng không? Đi đâu anh? Đấy không đi đâu. Thắng lại nó phải đi học. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi, sao thôi, thôi mẹ đấy. Thôi đòi đi là vẫn may. Đấy là may được. Sumi cũng đòi đi, cũng bảo em được chứ, còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng này, không có một cái khăn. Còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, tưởng thấy biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa, thích cái khăn gì lắm. Nhưng mà mua chị của con nó chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Cho thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi hàng nhìn thấy anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng ấy là thầy tị chị hay bảo nó chứ này mẹ để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi hàng như thế đâu mẹ không biết con mệt hay không nữa. Quả Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đầu trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, nhưng em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì để đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là cứng son kiểu điệu các thứ gì thì mới lấy đây không gì cả.
Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không phải làm không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu anh? Đấy, không đi đâu. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi rồi vẫn quay. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em đợt trước mình không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, một tuổi biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra nó mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng mà vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mà mua chị của con không có, chị có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Thằng cô bé nhà em ấy suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng đấy là thầy tị chị hay bảo nó chị này mày để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đầu trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì ấy, gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có cái đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Thì gan thì cứ lủng lỉnh, không hợp, đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ đi hết cả buổi chị luôn. Đánh cho, cũng không đánh được. Bây giờ đánh em vào thì nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủ mông lên nằm mông lên á. Điên gì nhà mình có vẻ cùng nhanh nói còn nghe, bây giờ bảo ra cùng ư ư rất nghe nó không nghe gì hết. Rồi nào ơi tài tổ đã không như con hà thì nó có thể tài tổ lắm. Bạn trai chế cũng mập thế là kéo về nhịn ăn ngay. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điệu đà xinh xắn hoặc là tấn son kiểu điệu các thứ gì nhìn thấy đấy, đây không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đấy? Đấy, không đi đâu. Mẹ. Mình cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi rồi vẫn quay. Thế mà may được. Cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ mà không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp với một tuổi biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ rằng là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh rồi. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy kinh không? Nhưng mà vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa, thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con chị có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Cho thằng cô bé kia em đi suốt ngày chị. Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải, cái thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng đấy là thằng tị, thằng đấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ này mày để bao giờ tị à mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Không. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con hàng là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì ấy hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Phải mua thế sao nó có cái mua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Đi ăn thì cứ đừng tỉnh. Không được, đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ hết cả buổi chị ơi. Đánh cho. Nhưng không đánh được. Bây giờ đánh em sao được. Bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ. Làm thăm chủng ông này. Không bảo Lam thì không ấy ghê đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đấy là phải điệu đà xinh xắn hoặc là sấn son kiểu điệu các thứ gì nhìn thấy đấy, đây không gì cả.
ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó cũng không thà làm, không bắt để nó cứ đi được đúng không? Đi đâu anh? Đấy, không đi đâu. Thắng lại, nó phải đi và sư mình cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi mẹ. Thôi. Đòi đi được mày. Đấy là mày được. Và sư mình cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ mà không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng này, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy một tuổi biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra mà nó mãi chị nó có cái khăn, thích cái khăn đấy. Đấy, lúc cũng một tuổi hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy. Thế kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị một con chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì... Thằng cô bé nhẹ hẹn với sức này thì... Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi học. Nhưng mà thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ mẹ, mày để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu. Mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sư Mi cũng hay ghen tị lắm. Nhiều, à con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Chán. Chả thấy cái gì cả đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hàng là nó hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì ấy hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Xinh xắn hoặc là tấm son kiểu điệu các thứ gì mấy cái đấy không gì cả.
Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thì nó sẽ đi được đúng không? Đi đâu đấy? Đấy không đi đâu. Thắng lại nó phải đi học mệt. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi mẹ. Thôi. Đòi đi là vẫn may. Đấy là may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Thằng này em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn là ảnh chụp ấy, một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ rằng là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị một con, nó chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì... Thằng cô bé trẻ em với suốt ngày thì... Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải, cái thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi hai nhìn anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ mẹ mẹ để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi hai như thế đâu. Mẹ không biết con mệt hay không nữa. Sumi cũng hay ghen tị lắm. Trong tuổi lửa lửa luôn đấy, chị thấy sợ. Không nói được, rồi xong bắt đầu năng năng lửa lửa chẳng biết kiểu gì. Học thì lép bét. Đấy, chẳng được. Và bây giờ không học thì biết vào trường nào. Ôi giời ơi, nói không được. Chị ra nó còn may, nó còn tiến bộ đây, nó chẳng nghe cơ. Được cái là kiểu như ông bắt đi học nhiều nhưng mà nó vẫn kêu, nó cũng được nghe học ấy. À con Sumi cái đấy, cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không, nó tất nhiên rồi, em lại phải có cách. Không có tiền đi học thêm rồi kia thì động viên như thế rồi, nhưng nó cổ học lắm, cô cứ giảng đi giảng lại một bài nghe chán. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Chán thấy cái gì cả, đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có cái đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Thì Nam thì cứ lủng tỉnh. Không đâu, đi ngủ. Em có chủ trang đi ngủ yên hết cả buổi chị luôn. Đánh cho. Không đánh được. Bây giờ đánh em vào thì bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ làm thăm chủ mong lên làm mong lên đấy điên gì. Nhà mình có vẻ của nhanh nói nó còn nghe, bây giờ bảo đang ưu hương rất nghe, nó không nghe gì hết. Đi rồi nào rồi không bảo Lam thì không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không bảo Lam tồn mà đấy là phải điệu đà xinh xắn hoặc là phấn son kiểu điệu các thứ gì thì mới đấy đây không gì cả.
Thôi Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt để nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đây? Đây không đi đâu. Thắng lại nó phải đi học mệt chứ. Còn Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi, sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi là vẫn may. Đấy là may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em đợt trước mình không nó không đi ấy. Nó bảo là không hồng kìa. Không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, tưởng thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng mà vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mà mua chị của con chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải, cái thằng này nó cứ liên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi hàn nhìn anh đi, cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ này mẹ để con giờ tị à? Mì cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi hàn như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Sumi cũng hay ghen tị lắm. Cái trong tuổi lửa lửa hôm đấy chị thấy sợ. Không nói được, từ sau bắt đầu năng năng lửa lửa chẳng biết kiểu gì. Học thì lép bép. Đấy, chả cần thiết. Và bây giờ không học thì biết vào trường nào. Ôi giời ơi, nói không được. Chị ra nó còn may, nó còn tiến bộ đây, nó chẳng nghe cơ. Được cái là kiểu như ông bắt học nhiều nhưng mà nó vẫn theo, nó vẫn được nghe học ấy. À, con Sumi cái đấy, cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không, đấy. Nó tất nhiên rồi, nhưng em lại phải có cách. À, nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì cả, đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Không bảo Lam thì không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đứa phải điều đà xinh xắn hoặc là cứng son kiểu
kiểu điệu các thứ thì mấy cái đây không gì cả. Nhưng mà ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó không thà làm không bắt thế nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đấy? Hả? Đây không đi đâu. Mẹ Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi rồi vẫn quay. Thế mày được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em được chứ còn không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, tôi thấy biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh hưởng. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy kinh không? Nhưng mà vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mà mua chị của con không có, chị có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không thì... Cho thằng cô bé trẻ em suốt ngày thì... Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học mà thằng ấy là thằng tị, thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ này mày để vào giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu, mẹ không biết con mệt hay không nữa. Và Sumi cũng hay ghen tị lắm. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đầu trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không. Đấy. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. Con Sumi là trước cũng thế đấy, con hàng xóm được giải gì ấy hả, gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có cái đua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Đi ăn thì cứ lủng lỉnh, không được, đi ngủ. Em có chụp trăng đi ngủ yên hết cả buổi chiều luôn. Đánh cho, nhưng không đánh được. Nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủ mông lên nằm mông lên nhà mình có vẻ cùng nhanh nói còn nghe, bây giờ bảo ra cùng ưu hương rất nghe, nó không nghe gì hết. Rồi bài tổ đã không như con hà thì nó có thể vào bài tổ bạn trà chế cũng mập thế là kéo về nhịn ăn ngay. Giống như ngày xưa bố mắt sóng mình nhá, nhịn ăn ngay.
không bảo Lam thì không không ấy đâu, nhìn vào Lam biết không. Bảo Lam cồm mà. Đấy là phải đi đà, xinh xắn hoặc là phấn son kiểu hiệu các thứ thì mình mới lấy. Đây không gì cả. Chứ mà mình cho nó đi học nhiều nó cũng phải làm không bắt nhé, chứ đi đâu đúng không? Đi đâu đây? Hả? Đấy không đi đâu. Thắng lại rồi phải đi học chứ. Bà Sumi cũng kêu đấy, bà nào cũng bảo đi, sao mà sao? Thôi thôi thôi. Đòi đi là vẫn quay. Thế là may được. Bà Sumi cũng đòi đi, cũng bảo. Em đợt trước mình không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng kìa, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, tưởng thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc cũng một tuổi, hơn một tuổi tí là trong đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con có, chị có mua mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Không thì thằng bố bé kia em với suốt ngày thì đấy con thấy nhở, ôi nó để ý ấy, đúng không? Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ liên thiên ấy. Nghĩa là nó cứ bảo là anh đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi. Nhưng học mà thằng đấy là thằng tị, thằng đấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ này, mày để vào giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu. Mẹ không biết con mệt hay không nữa. Khi mà cũng tóm lại không phải. Bà Sumi cũng hay ghen tị lắm. Cái chị thì sợ nói được thì xong bắt đầu năng năng lửa chẳng biết kiểu gì, học thì lép bép kệ chẳng biết. Và bây giờ không học thì biết vào trường nào? Ôi giời ơi, nói không được. Chịu ra nó còn may, nó còn tiến bộ đây, nó chẳng nghe cơ. Được cái là kiểu như ông bắt đi học nhiều nhưng mà nó vẫn theo, nó cứ được nghe học ấy. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Còn nhà chị đầu trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Còn không, đấy. Nó tất nhiên rồi, em lại phải có cái cách. À nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán. Chả thấy cái gì cả, đến lớp chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì hả? Gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ cũng ngay đấy. Phải mua thế sao nó có cái mua đỡ. Đúng rồi, nó phải như thế. Làm thì cứ lủng tỉnh không học đi ngủ. Em có chỉnh trang đi ngủ đi hết cả người chị luôn. Cả đi cho không đánh được. Bây giờ đấy em vào thì bảo nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủ mẫu mình. Nhìn gì? Nhà mình có vẻ của nhanh nói còn nghe. Bây giờ bảo ra còn ưu hương rất nghe. Nó không nghe gì hết. Đi rồi nhà rồi. Bài tổ. Đã không như con Hà. Con Hà thì nó có thể bài tổ. Từ đây luôn. Bây giờ nó không nghe, nó vẫn cứ ăn, nó không biết chú ý. Nhưng bao giờ lớn lên bắt sóng của anh nào, nó tự dám. Sao không bảo thế? Sao không anh bảo nó lên tự dám? Người yêu
Ê, bạn trai chế mập thế là kéo về đi ăn ngay. Không bảo Lam thì không không ấy cái đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đấy là phải điệu đà xinh xắn hoặc là phấn son kiểu điệu các thứ gì thì mới lấy đây không gì cả. Nhưng mà ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều nó không thà làm không bắt thì nó cứ đi được đúng không? Đi đâu đây? Hả? Đây không đi đâu. Nắng lại nó phải đi học mệt. Và Sumi cũng kêu đấy, bạn nào cũng bảo đi thôi mà sao thôi mẹ. Thôi. Đòi đi được mày. Đấy là mày được. Và Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em đợt trước mình không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng này, xong có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp với một tuổi biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là nó mãi chị nó có cái khăn, nó thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy. Thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị cái mặt. Nó cứ nhắc đi nhắc lại nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con nó có chỉ có một cái mũ. Ôi từ cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Thằng cô bé nhẹ em đi suốt ngày thì. Và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay để ý lắm. Không phải như thằng này nó cứ lên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha, nhìn thấy anh đi cái là mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi học. Nhưng mà thằng đấy là thằng tị, thằng đấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ mẹ. Mày để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu. Mẹ không biết con mệt hay không nữa. Sumi cũng hay ghen tị lắm. Trong tuổi lửa lửa hơn đấy chị thấy sợ. Không nói được, rồi xong bắt đầu ngang ngang lửa lửa chẳng biết kiểu gì. Học thì lép bép. Đấy, chẳng được hiểu. Và thế bây giờ không học thì biết vào trường nào. Ôi giời ơi, nói không được. Chị ra nó còn may, nó còn tiến bộ đây, nó chẳng nghe được. Được cái là kiểu như ông bắt đi học nhiều nhưng mà nó vẫn theo, nó cũng nghe. À con Sumi cái đấy cái em thì nó lại nghe. Thằng nhà chị đợt trước cũng nghe đấy, bây giờ có vẻ như cũng không thích đi học nhiều đâu. Không, nó tất nhiên rồi, em lại phải có cách. Không có tiền đi học thêm rồi kia thì động viên đi thế rồi, nhưng nó cũng học lắm, cô cứ giảng đi giảng lại một bài nghe nó chán. À, nó bảo học để làm gì nhỉ? Cũng chán, chẳng thấy cái gì cả, đến lúc chán lắm. Nhưng mà chỉ như con Hà là nó hay để ý cái thành tích thôi, nó ganh đua. Chứ còn Nam thì nó không để ý mấy. Con Sumi là trước cũng thế đấy. Con hàng xóm được giải gì ấy là gì bà này cũng về là cũng kiểu xấu họ à, cũng ngay đấy. Nó cũng phải đua thế, sao nó có phải đua đỡ. Đúng rồi, mà nó phải như thế. Nam thì cứ lủng tỉnh, không đâu, đi ngủ. Em có chỉnh trang đi ngủ đi hết cả người chị luôn. Đánh cho, nhưng không đánh được. Bây giờ đánh em sao thì thế? Nhìn như lúc con mèo máy con Doraemon tự kỷ nằm trong chủng ông này. Nằm mông lên đấy. Ừ. Kiên gì? Nhà mình có vẻ của nhanh nói còn nghe. Bây giờ bảo Lam cũng ưu hương rít nghe. Nó không nghe gì hết. Đi rồi nhà ơi. Hôm trước bốn cái giấy đấy, không bảo là có kẻ cũng hơi mập mập đấy, không bảo là
Bây giờ nói nó không nghe, nó vẫn cứ ăn, nó không biết chưa biết giữ ý. Nhưng bao giờ nó lớn lên bắt sóng của anh nào, nó đang tự dám. Sức vốn vào tên. Bắt sóng của anh nào, nó biết tự dám. Như bạn trai chế mập thế là kéo về nhịn ăn ngay. Giống như ngày xưa bố mắt sóng mình nhá. Là bị nhịn ăn ngay. Không, bảo Lam thì không không ấy đâu, nhìn bảo Lam biết không. Bảo Lam tồn mà. Đấy là phải điệu đà xinh xắn hoặc là phấn son kiểu điệu các thứ thì nhìn mấy cái đây không gì cả. Ông Quỳnh Anh cho nó đi học nhiều, nó cũng thà làm không bắt thì nó sẽ đi được đúng không? Đi đâu anh? Hả? Đấy, không đi đâu. Còn Sumi cũng kêu đấy, mà là cũng bảo đi thôi mà sao thôi, thôi mẹ. Thôi. Đòi đi là vẫn may. Thế là may được. Sumi cũng đòi đi cũng bảo. Em đợt trước không nó không đi ấy. Nó bảo là hồng này, không có một cái khăn, còn nó chỉ mua một cái mũ. Vẫn còn ảnh chụp ấy, một tuổi thì biết sao được. Nhưng nó chỉ biết là nó cứ ra là mãi chị nó có cái khăn, thích cái khăn đấy. Đấy, lúc có một tuổi, hơn một tuổi tí là lúc đấy vẫn là cái ảnh được. Bây giờ nó vẫn bảo là nó cứ ấn tượng gì cả đấy, thấy kinh không? Nhưng nó vẫn bảo chị thế mà. Nó cứ nhắc đi nhắc lại, nó ấn tượng ngày xưa là thích cái khăn gì lắm. Nhưng mẹ mua chị của con, nó chỉ có một cái mũ. Ôi giời, cái hội đấy thì chuyên gia đúng đấy. Kinh không chị. Thằng cô bé nhà em đi suốt ngày thì và đấy con thấy nhá, ôi nó để ý ấy. Nó hay thằng này lắm. Không phải như thằng này nó cứ thiên thiên ý. Có nghĩa là nó cứ bảo là anh đi đi học về thì mẹ bao giờ mẹ cũng hỏi ha. Nhìn thấy anh đi cái này mẹ hỏi là ôi hôm nay con đi nhưng học. Nhưng mà thằng ấy là thầy tị. Chị hay bảo nó chứ hôm nay là... mày để bao giờ tị à? Mình cũng hay ghen tị lắm. Nhưng mà con thì có bao giờ mẹ hỏi ha như thế đâu. Mẹ không biết con mệt hay không nữa.